Qua đường theo kiểu ú à, khiến tài xế một phen thót tim. Khi qua đường, quy tắc đầu tiên là quan sát xung quanh, thế nhưng nhiều người lại bình thản băng qua đầy nguy hiểm. Mới đây, một đoạn clip do tài xế đi đường ghi lại cho thấy, tại đoạn đường trời tối tầm nhìn hạn chế. Từ bên đường, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo trẻ nhỏ qua đường hết sức bất cẩn, khi không quan sát phía sau, đúng lúc một xe tải đang chạy tới. May mắn, tài xế chiếc xe tải đã lập tức đánh lái và phanh gấp, tránh được vụ va chạm. Sau tình huống đánh lái, nếu tài xế không phanh kịp hoàn toàn, có thể lao vào đám trẻ nhỏ đang chơi bên đường, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người xem qua tình huống tỏ ra phẫn nộ trước kiểu lái xe máy sang đường quá ẩu và liều lĩnh. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng có thể coi đây là bài học kinh nghiệm đáng nhớ cho cả người đi xe máy và ô tô. Với người điều khiển xe máy, trước khi sang đường, cần quan sát cẩn thận cả phía trước và phía sau. Với người điều khiển ô tô, khi lái xe cần thận trọng quan sát và sẵn sàng rà phanh, phòng các tình huống bất ngờ. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.